Sau 6 tháng thu thập bằng chứng, trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie Việt Nam đã chính thức khởi kiện ra tòa án thành phố Hồ Chí Minh vụ việc một chuyên gia huấn luyện viên của trường này vi phạm quyền tác giả chương trình đào tạo của trường. Cụ thể, từ năm 2009, ông Lê Như Hiếu, cựu chuyên gia huấn luyện của trường đào tạo doanh nhân Đắc Nhân Tâm hay còn gọi là Dale Carnegie Việt Nam, đã nhiều lần phổ biến chương trình đào tạo độc quyền của trường, thậm chí thành lập công ty và website riêng với mô hình hoạt động tương đương 90%. Sau khi thỏa thuận hòa giải bất thành vào năm 2010, trường Đắc Nhân Tâm đã tiến hành thu thập bằng chứng và chính thức tuyên bố khởi kiện vào ngày 5 tháng 3 năm 2014. Hồ sơ khởi kiện được nộp lên tòa án thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 2. Thứ nhất là thiệt hại về mặt tài chính và vật chất, vì đây là cái thiệt hại trực tiếp ảnh hưởng đến việc là suy giảm doanh thu của chúng tôi. Thiệt hại thứ hai là thiệt hại về mặt tinh thần, là liên quan đến văn hóa, liên quan đến niềm tin, liên quan đến sự tự tin của tổ chức. Thiệt hại cuối cùng là cái uy tín của chúng tôi nói riêng với Dale Carnegie của Mỹ. Các chuyên gia cho rằng rất khó để xác định cụ thể thiệt hại của vụ việc này đối với trường Đắc Nhân Tâm. Từng có ý kiến đề nghị con số bồi thường là 20.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Dale Carnegie Việt Nam cho biết, trước mắt không đòi bồi thường thiệt hại. Dale Carnegie Việt Nam đưa ra 3 yêu cầu đối với ông Lê Như Hiếu. Thứ nhất là chấm dứt hành vi vi phạm quyền tác giả. Thứ hai là không tái phạm. Và thứ ba là công khai xin lỗi trên báo đài. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vân Nam, đại diện pháp lý của Dale Carnegie Việt Nam cho biết, nếu không đạt được thỏa thuận trước tòa với ông Lê Như Hiếu, trường có thể nhường quyền khiếu kiện cho tổ chức Dale Carnegie Mỹ. Trong trường hợp đó, mức độ nghiêm trọng của vụ việc và biện pháp xử lý sẽ nặng hơn nhiều.